Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại cùng kênh YouTube của xe đời sống.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái món mới, một chiếc xe rất độc đáo, đó chính là chiếc Toyota Camry 2016 phiên bản cao cấp nhất 2.5Q. Và để về nói về chiếc xe cũ này thì đầu tiên chúng ta hãy xét về cái độ giữ giá của chiếc xe này. Ở thời điểm năm 2016, để mà lăn bánh một chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q cao nhất, các bạn phải bỏ ra số tiền lên đến là 1,5 tỷ các bạn. Và sau 8 năm sử dụng thì chiếc xe này nó sẽ mất của các bạn khoảng 850 triệu đồng. Có nghĩa là mỗi năm các bạn mất khoảng chưa tới 100 triệu đồng. Cụ thể hơn là mỗi tháng các bạn mất khoảng đâu đó khoảng 10 triệu đồng cho chiếc xe này. Và xét với những đối thủ khác trong cùng phân khúc ở thời điểm thời điểm 2016 thì Toyota Camry nó sẽ cạnh tranh cùng với chiếc Mazda 6. Và hiện tại ở thời điểm bây giờ, một chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 phiên bản cao cấp nhất, nó chỉ có giá đâu đó lành quanh khoảng từ 450 cho tới 500 triệu thôi các bạn. Một cái độ rớt giá cao hơn rất là nhiều so với chiếc Toyota Camry 2.5 này. Thì tại sao chiếc Camry 2.5 này nó lại có một cái độ giữ giá như vậy? Thứ nhất, chúng ta hãy xét về thương hiệu của nó. Nó là Toyota các bạn. Và cái thứ hai, nó là Camry, một chiếc xe dành cho những chủ tịch thật thụ. Mình nói đây không phải là châm biếm hay là đùa giỡn đâu, mà thực sự chiếc xe này Camry 2.5Q là một mẫu xe nó được định vị phân khúc dành cho những cái chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh là sẽ đi những cái xe kiểu này. Ở thời điểm bây giờ các bạn sẽ thấy bí thư tỉnh hoặc chủ tịch tỉnh sẽ được phân bố về những chiếc Camry đời mới nhất các bạn. Camry đời mới nhất đâu đó 2021 hay là 2022. Phiên bản facelift thì hiện tại mình chưa thấy, nhưng 21-22 thì những chủ tịch hay là bí thư tỉnh hiện tại đang sử dụng chiếc xe này nha các bạn. Còn đối với những chiếc 2.5Q như là đời 2016-2017 này, có thể là xe cá nhân của những cựu chủ tịch hoặc là bí thư tỉnh đã về hưu các bạn, thì trong nhà của người ta cũng còn có những chiếc Camry như thế này nha. Ok, thì tại sao chiếc xe này đến thời điểm bây giờ nó vẫn còn giữ giá như vậy? Thứ nhất, chúng ta hãy xét về cái thiết kế của nó đi. Các bạn hãy nhìn một cái thiết kế rất là basic của những dòng xe sedan sang trọng các bạn. Chúng ta sẽ có những cái chi tiết mạc chrome này. Những cái chi tiết mạc chrome này nó sẽ giúp cho chiếc xe sedan đó, nó sang trọng hơn rất là nhiều. Như chiếc Camry này, ở phía trước các bạn thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những chi tiết mạc chrome ở phía trên này, ở trên nắp capo này. Ở phần dưới, cạn dưới cũng có thêm những chi tiết mạc chrome này. Rồi ở bên cánh cửa, viền cửa cũng có chi tiết mạc chrome. Và phần cốp ở phía sau cũng có chrome luôn. Đèn của chiếc xe này, đây là đèn hit. Đèn chiếu gần là đèn hit với chóa của projector. Còn đèn pha của nó vẫn là đèn halogen thôi các bạn. Ở phía bên dưới thì là đèn xi nhan, đèn báo rẽ nè. Rồi xong đèn gầm ở phía bên dưới. Đơn giản thôi. Còn ở phía trước chúng ta còn có thêm cảm biến nữa. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cảm biến. Đó, hai cảm biến ở phía trước à. Với cái nhìn từ phía bên hông thì chúng ta sẽ có ngay lập tức. Đây là bộ mâm 17 inch các bạn. Bộ mâm 17 inch với lốp là 215. Và cái kiểu thiết kế mâm này là mâm 5 chấu đơn. Nhìn nó rất là basic, nó đơn giản như thế này thôi. Nhưng qua năm tháng thì cái mâm này nó cũng như vậy thôi các bạn. Nó không có lỗi thời. Thì đó là một cái điểm rất là hay của những cái dòng xe Toyota. Thiết kế basic lắm và nó trường tồn với thời gian luôn. Tiếp theo, ở phần gương này thì gương sẽ được tích hợp hệ thống đèn báo rẽ. Và khi các bạn cài số lùi á, thì gương này nó sẽ nghiêng xuống để chúng ta có thể canh cái bánh sau, để các bạn đậu xe nó dễ dàng và nó chính xác hơn. Tay nắm cửa cũng được mạc chrome này. Rồi viền cửa cũng được mạc chrome này. Đó. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái kiểu thiết kế đèn hậu cũng rất là vuông, rất là nam tính nha. Rất là vuông, rất là nam tính. To bản này. Đây, 2.5Q. Cốp phía sau thì vẫn là mở cơ thôi các bạn. Cốp phía sau đó là mở cơ thôi. Còn khoang hành lý ở phía sau thì phải nói là không có từ nào để có thể so sánh được. Rất là rộng rãi. Ở phía bên dưới còn có thêm lốp dự phòng nữa này. Đó, lốp dự phòng ở phía bên dưới có size là bằng size với lại 4 cái lớp zin luôn. Đó, đẳng cấp chưa? Rồi, và đối với phiên bản 2.5Q, riêng phiên bản 2.5Q thì ở dưới chúng ta mới có hai cái ống xả kép chia đều cho cả hai bên nha. 2.0G và 2.0Q thì chưa có này, chỉ có 2.5Q thì mới có thôi. Với một chiếc xe 6 năm tuổi này, các bạn sẽ thắc mắc về cái độ chắc chắn còn lại của chiếc xe, chất lượng còn lại của chiếc xe, thì bây giờ mình đóng cửa cho các bạn xem nha. Đóng thử cửa này, các bạn nghe này. Xe Nhật nha. Chắc chắn chưa? Nghe cái tiếng này. Đó.
không khác gì xe Đức. Rồi, trên tabi cửa chúng ta có gì? Toàn bộ cái phần tabi cửa này đều được bọc da hết toàn bộ luôn. Da, da. Wow, da rất là nhiều luôn. Này, tabi cửa còn được ốp thêm các chi tiết gỗ nữa các bạn. Gỗ và đánh bóng thêm nhìn cho nó xịn hơn, nó sang hơn rất là nhiều. 2016, xe Nhật mà đã có được ốp gỗ rồi. Ok, bây giờ chúng ta hãy tiến vào bên trong nội thất hàng ghế trước đi. Ok, trước khi mà bước vào khoang nội thất thì các bạn hãy nhìn đi. Cái độ mới của da ghế thì dường như chiếc xe này chủ sử dụng rất là ít luôn. Chiếc xe này odo nó với chỉ vừa có 70.000 km thôi các bạn. Và cái da ghế của nó này, phần tựa lưng của nó thì còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Còn những cái góc mà các bạn sử dụng thì nó sẽ hơi bị nhăn một tí. Còn đây thì dĩ nhiên là cái chất lượng chúng ta phải chấp nhận thôi, bởi vì đây là xe 8 năm tuổi rồi. Nổ máy một tiếng nha. 2016 đã có sẵn nút start top engine bằng điện luôn các bạn ơi. Ok, thì đối với phiên bản 2.5W này thì chúng ta sẽ có gì? Ghế ngồi sẽ được thiết kế với một chút tựa lưng để ôm vào phần người lái. Những cái đường chỉ khâu đây là đường chỉ khâu màu đỏ. Thì đối với phiên bản 2.5W thì nó mới có những cái chi tiết gọi là thêm một chút xíu thể thao hơn cho chiếc xe. Một là cái đường chỉ đỏ như thế này, và thứ hai đó chính là cái vô lăng. Thì đối với phiên bản 2.5W thì mới có vô lăng 3 chấu thể thao như thế này với lại chuyển số xa vô lăng. Hai phiên bản thấp hơn nó sẽ không có cái vô lăng như thế này. Hai ghế phía trước thì được tích hợp tính năng chỉnh điện. Ghế phụ sẽ được tích hợp tính năng chỉnh điện là nhớ 8 hướng. Ghế tài xế sẽ là nhớ 10 hướng, thêm 2 hướng đó chính là cái tựa lưng. Và ghế tài xế cũng có chức năng nhớ ghế hai vị trí luôn. Một cái option mà các bạn sẽ bắt gặp nhiều hơn ở trên những dòng xe Đức, xe châu Âu. Còn chiếc xe này Camry, xe Nhật vẫn có. Ghê chưa? Táp lô trung tâm thì chúng ta sẽ có táp lô trung tâm được bọc da này. Bọc da toàn bộ này, ở đây là da, ở đây là nhựa thôi. Và được trang trí thêm các chi tiết gỗ. Đó, hộp để đồ, wow, hộp để đồ cũng siêu rộng luôn. Ở khu vực trung tâm thì ở trên này chúng ta sẽ có một cái đồng hồ. Còn riêng cái khu vực này thì sau 8 năm tuổi rồi và chủ xe cảm giác như là họ muốn nâng cấp một cái màn hình xịn sò hơn để nghe nhạc, hoặc là để truy cập 4G hay là để xem phim gì đó, thì họ đã nâng cấp lên cái màn hình Santex các bạn, màn hình Android, thì nó sẽ đi chung với cái bộ cam lùi. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa hai vùng độc lập đây. Một cái chi tiết mà mình thấy rất là gọi là giá trị cốt lõi, bấm vào cái phím này nó kịch các bạn. Đây, nhựa này. Ê, nhựa cứng hết nha, bấm vào cảm giác rất là gọi là ăn chắc mặt bền luôn á. Như thế này thì khi nào mới hư được. Và đối với một chiếc xe cũ, mình rất là chú ý những cái chi tiết nhựa như thế này. Và mình thấy đây là một chiếc xe đúng là nó sử dụng khá ít các bạn. Những cái chi tiết nhựa bóng này nó vẫn còn cái độ mờ của nhựa. Bởi vì khi mà chúng ta xài những cái chi tiết nhựa bóng như thế này mà xài nhiều á, thì cái phần nhám của cái nhựa này á, nó sẽ bị bóng đi. Thì chiếc xe này mình thấy nó còn rất là mới ha. Đây là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập này. Ở đây có thêm một cái nút là 3 zone, có nghĩa là chiếc xe này nó có hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hai ghế phía trước và thêm một cái ghế ở phía sau. Và trong điều kiện mà các bạn không có người ở ngồi phía sau thì các bạn tắt cái hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập này đi ha. Ở phía bên dưới chúng ta sẽ có một cái khu vực hộp để đồ, một cái nút bấm ở đây để điều khiển cái rèm điện ở phía sau. Đó, bấm vào đây, rèm điện hạ xuống. Rèm điện ở phía sau là một cái thứ mà mình thấy thường chỉ có trên xe ví dụ như là BMW 6 series thì nó sẽ mới có cái rèm ở phía sau điều khiển điện nha các bạn. Và chiếc Camry này nó có luôn rồi. Đỉnh đấy. Rồi, ở tất cả những cái khu vực này được ốp gỗ nha. Đây là ốp gỗ đây này. Ở đây có cổng sạc 12V này, cổng sạc USB, hai của khu vực hộp để cốp, một cái ngăn chứa đồ ở phía trong này. Và các bạn có tin được không, một chiếc xe 2016 rồi và có sẵn sạc điện thoại không dây. Và chiếc xe này sạc điện thoại không dây nó vẫn sạc được nha các bạn. Đây, iPhone 14 Pro Max của mình đây. Một phát, bỏ vô, sạc luôn. Nhưng tốc độ sạc thì chắc cũng như xe bây giờ thôi. Sạc không dây không xài được đâu. Sạc chậm lắm. Rồi, ok, chúng ta sẽ có gì tiếp theo. Sau lưng vô lăng này, chúng ta sẽ có hai cái màn hình. Vẫn là đồng hồ kim thôi, để hiển thị tốc độ và vận tốc của chiếc xe. Thêm một cái dải màu xanh ở trên này nữa để ấn tượng hơn một tí, đẹp hơn một tí. Còn màn hình ở giữa là màn hình LCD thì nó thực sự nó chỉ có hiển thị những cái thông tin bình thường cơ bản thôi, giống như là mức tiêu hao nhiên liệu hay là quãng đường đi được thôi. Chiếc xe này nó không có cruise control các bạn ơi. Nó không có cruise control nha. Không có hệ thống kiểm soát hành trình.
vô lăng thì có chỉnh điện 4 hướng. Và nó có một cái chức năng đó chính là Easy. Khi mà các bạn bước vào ở trong cái ghế tài xế này thì ghế ngồi nó sẽ lùi lại, vô lăng nó sẽ lùi lại, nó giống như xe Đức vậy á, để chúng ta có thể đi vào bên trong này nó dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm thử ghế chủ tịch trên Camry 2.5 Wii. Khi mà các bạn ngồi ở hàng ghế thứ hai của Camry rồi á, thì các bạn mới hiểu được rằng tại sao chiếc xe này nó lại được rất là nhiều người lớn tuổi, những chủ tịch yêu thích. Các bạn hãy nhìn đây, cái khoảng để chân của mình đi. Đây là khoảng để chân trên một chiếc Toyota Camry sedan hạng D đây các bạn. Nó còn dư cả một gang tay như thế này mà. Và đối với cái độ rộng rãi như thế này á, thì mình thấy nó sẽ còn trên một bậc so với những chiếc BMW Series 5 hay là chiếc Mercedes E-Class các bạn. Rộng cỡ này thì mình nghĩ nó cũng phải ngang ngửa, gần chạm tới Mac S đó các bạn. Đó, quá rộng luôn. Và cái điểm xịn sò của Camry 2.5 nó nằm ở đây. Đây được gọi là một cái signature của Camry 2.5 Wii các bạn. Chỉ có 2.5 Wii thì mới có thôi nha. Đó chính là một cái bệ tì tay mà được tích hợp những cái phím bấm để các bạn điều khiển cái ghế điện các bạn. Ở đây là điều khiển ghế bên này, còn đây là điều khiển ghế bên này. Điều khiển ở đây là điều khiển cái độ ngả lưng ghế đây. Xịn sò chưa? Đó. Với một chiếc xe cùng thương hiệu, cùng họ hàng như là Lexus ES250 luôn, cũng chưa hề có cái tính năng này nha, nhưng mà Camry thì có. Rồi, ngoài cái việc điều khiển hai cái tựa lưng ghế này, ở đây chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập các bạn. Các bạn có thể chỉnh nhiệt độ ngay trên này. Cửa gió thì được đặt ở đây, cửa gió riêng biệt được đặt ở hai ghế đây. Chỉnh được điều hòa 3 vùng độc lập. Đây là nút để chỉnh cái rèm điện ở phía sau. Đó, rèm điện ở phía sau. Rồi, thêm một cái rèm ở đây nữa. Xịn chưa? Rồi, đây là phím để điều khiển hệ thống giải trí cho chiếc xe. Và chiếc xe này thì nó đã được nâng cấp lên một cái màn hình mới rồi, màn hình Android của Santech rồi. Ngày hôm nay mình trải nghiệm thì mình thấy là những cái phím này dường như là nó không được tối ưu cho cái màn hình này. Mình chọn ở đây thì nó không có thao tác được trên cái hệ thống giải trí của chiếc xe. Ok, không sao hết, chỉ cần hai cái phím này thôi, chỉnh điện thôi và đặc biệt là chỉnh điều hòa thôi là đã quá xịn so với những cái dòng xe khác rồi. Ok, khu vực hộp dưới cốp này thì chúng ta sẽ có được bọc nhung này, thêm một cái cổng sạc 12V kịch tẩu này. Khu vực hộp để cốc ở đây là không thể thiếu rồi, hai khu vực hộp để cốc như thế này. Đây, ở phía trước này chúng ta còn có thêm một cái ngăn chứa đồ này để bỏ tài liệu hay là những cái thứ linh tinh, bỏ đây. Còn trên tắp bi cửa nha, trên tắp bi cửa, riêng tắp bi cửa có đến 3 cái khu vực các bạn để nước khác nhau này, 3 khu vực để nước này. Tắp bi cửa ốp thêm gỗ này, thêm một cái ngăn chứa đồ nhỏ nhỏ ở phía trong này để muốn bỏ cái gì, bỏ rác, bỏ là kẹo xin gum vậy đó thì bỏ ở đây. Ok, còn ngoài ra ở phía sau này cứ tưởng là có tủ lạnh giống như là Mac S, nhưng mà chiếc xe này Camry nó có một cái ngăn mở ra thì ở sau nó sẽ thông với lại cái khoang hành lý ở phía sau để các bạn có thể lấy đồ ở phía sau mình để không phải dừng xe lại đó các bạn. Còn khi gập ghế lên thì nó như thế này, gập ghế lên thì ngồi ở đây cũng được, ngồi ở đây cũng được, nhưng nó sẽ hơi bị cấn ghế một tí. Bù lại thì với một chiếc Camry dẫn động cầu trước thì chúng ta sẽ không có cái trục cắt đăng ở đây. Rồi, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên xe, lái thử một vòng xem Camry 2.5 Wii nó như thế nào. Let's go. Vâng, và bây giờ thì mình đã bắt đầu cầm lái. Chiếc xe này thì được trang bị cái động cơ là i4 2.5 lít nạp khí tự nhiên các bạn, cho công suất là 180 mã lực và hộp số tự động 6 cấp. Và xét với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nó thì Camry là chiếc xe có công suất mạnh nhất trong phân khúc. Nói thì mạnh nhất thì thôi, nhưng mà khi mà lái chiếc xe này á, mình nhận ra ngay một điểm rằng đây có thể gọi là vừa là ưu điểm cũng có thể gọi là nhược điểm của chiếc xe này. Nếu những ai mà đã thích thông dong tự tại thư giãn á, thì ngồi chiếc xe này rất là ok luôn. Các bạn chạy 80 cây số trên giờ vẫn êm, 100 cây số, 120, 150 chiếc xe này vẫn lên được, nhưng mà từ từ rồi tao lên. Và đó là cái điểm mà đối với những người lớn tuổi đi, những người lớn tuổi, những người cần một chiếc xe lúc nào nó cũng mượt mà êm ái á, thì họ rất là thích chiếc xe này. Bởi vì bao năm, 5 năm nữa, 10 năm nữa thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng đối với những người như là mình đi, những người trẻ như mình, những người muốn mua một chiếc xe rộng hơn cho gia đình nhưng với số tiền khá ít, thì khi mà lái những cái chiếc xe Camry đời trước như thế này, 8 năm tuổi rồi, thì nó bị gọi là cảm giác giống ông già quá.
nó cứ lừ từ lừ từ lừ từ đó, nó không bốc cũng đạp cách mấy nó cũng trả lên đây, máy 2.5 mà mình đạp từ 40 lên 60 bắt đầu tăng tốc, chỉ nghe cái tiếng máy lọt vào khoang lái thôi, cái xe chả đi chút nào hết, nhưng mà từ từ rồi nó cũng lên được thôi. Đó, đó có nghĩa là ai thích thì sẽ thích hoài, nhưng mà ai ghét thì lên chạy một cái là ghét luôn. Về cảm giác vô lăng thì mình thấy cái xe này nó không có cái chế độ lái nào hết các bạn, nó chỉ có một cái chế độ lái là gài số D và chạy thôi. Gài số D và chạy thôi thì cái cảm giác vô lăng và cảm giác chân ga nó gần giống như là cái chế độ comfort của những cái dòng xe Đức, xe châu Âu các bạn, dòng xe Đức, xe châu Âu. Độ comfort vô lăng thì nó cũng không quá lỏng lẻo, nó cũng vừa phải, chân ga cũng vừa phải. Còn đối với comfort của những chiếc xe Đức đó, chân ga nó sẽ nhạy hơn một tí. Còn xe Đức thì nó có sport, sportless hay là mỗi hãng nó gọi là mỗi tên thì nó nhạy lắm. Để sportless hay là này nọ thì cái vô lăng nó cứng ngắc luôn, và chân ga thì siêu nhạy. Còn chiếc xe này thì hộp số của nó là hộp số 6 cấp. Hộp số 6 cấp thì nó giữ tua máy rất là cao. Khi mà mình đạp á, tua máy lúc nào nó cũng đẩy lên trên 2000, xong đó bắt đầu nó mới chuyển số. Thì nó sẽ không bằng những cái xe Camry đời này đâu, đời mới bây giờ đâu. Camry đời mới bây giờ là xài hộp số tự động 6 cấp, 8 cấp rồi các bạn. Hộp số CVT sau đó chuyển qua 8 cấp thì ôi thôi nó mượt lắm. Và một cái điểm mà mình thấy ấn tượng với chiếc xe này, 8 năm tuổi rồi, 70.000 cây số rồi, và mình đi trong phố từ hồi sáng tới giờ, mức tiêu hao nhiên liệu của nó chưa bao giờ quá 10 lít trên 100 cây các bạn. Kinh khủng không? 2.5 mấy 2.5 mà đi phố trời nắng nóng ở Sài Gòn 40 độ, mở full máy lạnh luôn mà chưa bao giờ đồng hồ báo quá 10 lít. Có một cái là máy lạnh của chiếc xe này và mình để mức low hết cỡ, mở gió hết cỡ, nhưng mà cảm giác nó không có được lạnh sâu đặc trưng của những chiếc xe Nhật các bạn. Còn bù lại về độ cách âm thì khỏi phải nói rồi. Kính ở đây là vẫn là kính một lớp thôi, nhưng mà đi ở ngoài không nghe cái gì hai bên hết, chỉ nghe có cái tiếng động cơ 2.5 mỗi lần đạp ga là nó vọng vào nè. Đấy các bạn nghe không? Đấy, động cơ 2.5. và cái bộ lốp của chiếc xe này cũng không phải là cái bộ lốp xịn các bạn. Nếu các bạn thay một cái bộ lốp xịn như là Michelin hay là Continental á, thì mình thấy là chiếc xe này mình nghĩ nó còn êm hơn rất là nhiều. Mâm ở đây là mâm 17 rồi ha, mâm 17 nhưng mà vẫn nghe tiếng lốp luôn rất là nhiều. Đúng là Camry lái rồi thì mới biết được, ai thích thì sẽ rất thích, thích hoài, không bỏ được luôn. Còn ai không thích thì lên xe là chê nó già liền. Nhưng mà đi chắc chắn đảm bảo với các bạn luôn, nếu mà gia đình đông người đi xe này thì nó là một xe cực kỳ phù hợp. Trong cái mức tiền chỉ có 650 triệu thôi các bạn, 650 triệu. Toyota Camry sedan hạng D thì thật sự bây giờ các bạn đâu có tìm được cái xe nào mà rộng như Camry đâu. Xe mới bây giờ thì 650-700 triệu ra mua rất là nhiều, nhưng mà chắc chắn là cái chất lượng và cái độ ngầu hay là những cái gọi là uy tín, giá trị cốt lõi của Toyota là các bạn không có rồi đó. Thì vừa rồi là mình chia sẻ cho các bạn một cảm nhận rất là nhanh về một chiếc xe chủ tịch Toyota Camry 2016 phiên bản 2.5Q. Và chiếc xe này thì mình mượn của Auto Tân Đạt Thành. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe này thì có thể liên hệ Auto ha. Rồi, 650 triệu cho một chiếc Camry 2.5Q đời 2016. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đánh giá rất là nhanh về xe cũ. Nếu các bạn có thắc mắc gì hay là các bạn có mong muốn nhu cầu để kênh có thể đánh giá về những cái mẫu xe khác, xe cũ hay là những mẫu xe độc lạ thì có thể comment ở phía bên dưới nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Nếu các bạn thích video thì các bạn hãy cho mình một like cũng giống như là một đăng ký kênh nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye.